Video này là lúc thầy dừng chân ở bên một cái mỏm đá và thầy dùng bữa và chỉ ăn một ngày, một lần duy nhất vào trước giờ trưa. Tuy nhiên khi mà thầy ăn xong thì thầy đã làm một cái điều này rất là lạ anh chị. Anh mời anh chị xem video nha. Sau khi mà dùng bữa xong thì thầy đã rửa cái nồi rất là sạch sẽ anh chị. Và điều đặc biệt anh chị nhìn nè. Vâng, thầy đã đọc kinh, tụng kinh anh chị. Một điều rất là lạ. Và sau khi ăn xong mỗi ngày anh chị. Và anh chị đặc biệt anh chị chú ý kỹ chi tiết này. Anh chị có thấy ngay giữa trán của thầy có một cái lõm sâu vô không? Theo trên mạng đó là con mắt thứ ba của thầy đó anh chị. Và điều đặc biệt là nó chỉ hiện lên khi mà thầy tập trung vào một cái gì đó nhất hoặc là đang tụng kinh nha anh chị. Và khi mà bình thường thì con mắt đó biến mất. Anh chị cứ để ý nha, khi mà thầy bình thường hoàn toàn không thấy. Rất là đông đảo bà con đứng ở phía xa và quan sát thầy Minh Tuệ anh chị. Lúc này là thầy chỉ có đi chung với hai người mà thôi. Tuy nhiên hiện tại bây giờ là ngày 3 tháng 6 bên Việt Nam thì con số lên đến hơn 70 người rồi anh chị. Rất là đông. Sau khi dùng bữa sáng xong và nghỉ ngơi một chút đỉnh thì thầy Minh Tuệ đã bắt đầu lên đường đi tiếp. Và lúc này đây thì có một anh bảo vệ duy nhất để bảo vệ cho thầy và để cho thầy chuẩn bị thay y phục nha anh chị. Thank you.
Trong hình quý vị đang xem là cô gái có tên là Vivian Phạm, người Mỹ gốc Việt, đang sinh sống tại San Francisco thuộc tiểu bang California. Và tấm hình này được chụp vào năm 2019, tức là sau khi mà cô ấy về Việt Nam thì có một chuyến đi phượt cùng với những người bạn của mình. Thì cô ấy đã gặp được thầy ngồi trên một cái mỏm đá. Quý vị lưu ý là năm 2019 ha, tức là cách đây đã 5 năm về trước. Và bây giờ sự nổi tiếng của thầy, thì cô ấy đã sực nhớ ra, à thì ra mình đã gặp một vị thánh nhân mà lúc đó cô ấy đã không biết. Thì sau khi đã rất là xúc động thì cô ấy đã viết một bài ở trên trang Facebook cá nhân của mình như thế này. Mời các anh chị cùng nghe. Tháng 5 năm 2019, trong một chuyến đi thiện nguyện kết hợp với phượt bằng xe máy từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ, khi đi qua đèo Pha Đin, mình và bạn bè khá mệt nên cố gắng tìm một trạm dừng chân. Chiều tà buông xuống, đường đèo ngằn nghèo, trạm dừng chân không thấy đâu, chỉ thấy một thầy tu đang ngồi như kiểu thiền trên mỏm đá ngay ở một góc đường,
mà bọn mình có thể tạt xe vào nghỉ. Cả nhóm mình, thầy mà ngần ngừ không muốn vào vì không muốn làm phiền thầy. Tuy nhiên, vì đã quá mệt mỏi, mình quyết định xuống xe, lại gần xin phép được ngồi nghỉ cạnh bên thầy. Chúng con xin lỗi vì đã phá đi sự yên tĩnh của thầy. Chúng con có thể ngồi nghỉ ở đây không ạ? À? Đường xa quá mà chúng con tìm mãi không có chỗ nào để dừng chân. Thầy nhìn mình hồ hởi mỉm cười. Ồ, không sao. Con cũng chỉ đang ngừng chân ở đây thôi mà. Thoáng ngạc nhiên về cách xưng hô của thầy, nhưng vì thấy thầy cười rất là tươi, rất thân thiện, gần gũi, nên mình mạnh dạn ngồi cạnh hỏi han thầy đủ chuyện. Thầy kể, thầy đi khất thực từ Nam ra. Giờ thầy đang đi xuống Ninh Bình, rồi sẽ ở lại Ninh Bình ít ngày. Sau đó lại đi tiếp. Mỗi ngày, thầy chỉ xin một bữa ăn. Cũng có ngày, thầy đi mãi, không gặp được ai để xin và nhịn đói và lấy nước suối uống sống qua ngày. Đêm thầy ngủ ngồi dưới gốc cây hoặc trên các mỏm đá. Ngày nào cũng miệt mài đi từ 4 giờ sáng đến tối khuya, mệt ở đâu thì nghỉ ở đó. Mình quan sát thấy thầy đi chân trần, mặc đúng chiếc áo tu mỏng manh. Cạnh thầy là một chiếc túi vải. Mình hỏi thầy có cần gì không để mình giúp, thì thầy nói, hôm nay con đã được ăn rồi, cho con xin một ít nước uống thôi ạ. Mình tặng thầy 2 chai, thì thầy chỉ nhận 1 chai. Thầy bảo, con chỉ cần đủ uống thôi ạ. Tạm biệt thầy sau gần 1 tiếng trò chuyện, tự nhiên trong lòng mình dấy lên cảm giác vừa khâm phục, vừa lưu luyến đến kỳ lạ. Đó là ngày 12 tháng 5 năm 2019, đúng ngày sinh nhật của người bố đã mất của mình. Cả đêm ở Điện Biên Phủ, mình đã không ngủ được, nằm tính toán xem nếu thầy dậy từ 4 giờ sáng đi bộ xuống đèo, thì khi mình dậy đi xe máy xuống phía xuôi, liệu mình có còn duyên gặp được thầy lần nữa hay không? Ý nghĩ đó cứ ám ảnh mình hoài trong đêm đó. Và thật là kỳ diệu, trên đường vượt đèo xuống xuôi, mình đã gặp được thầy lần nữa. Nhưng lần này, thầy đang đi bộ rất nhanh, nên mình không muốn làm phiền thầy. Mình chỉ đi chậm lại và chào thầy rồi đi tiếp. Thời gian trôi đi, nhưng ký ức về buổi chiều kỳ diệu đẹp đẽ đó với mình luôn giữ chặt trong lòng. Sống ở Mỹ nên mình không đọc tin tức gì nhiều ở Việt Nam, cũng không hay xem TikTok hay là các video trên mạng xã hội. Nhưng gần đây một số bạn bè thân thiết post nhiều về người thầy tên Thích Minh Tuệ. Mình đọc nhưng cũng không chú tâm nhiều. Tự nhiên đêm qua, mình vô tình đọc một bài share của người bạn nói về chặng đường 6 năm của thầy Thích Minh Tuệ. Đi khất thực từ Nam ra Bắc và ngược lại, kèm với hình ảnh của thầy thì mình mới giật mình nhớ lại ngày mùa hè năm 2019 đó. Mình đã được ngồi dưới tán cây mát mẻ, chuyện trò với thầy gần 1 tiếng về Phật Pháp và tu tập. Nước mắt mình cứ thế tuôn rơi. Thầy ơi, mong thầy luôn khỏe mạnh, chân cứng đá mềm nhé.